Hành nghề VIP xin chào anh chị em. Hôm nay em giới thiệu đến anh chị một video clip bao gồm hai chiếc nồi cơm. Hai chiếc nồi cơm này đều của hãng National gì nhé, hay còn gọi là Latin Nan. Hành nghề VIP xin chào anh chị em. Hôm nay em giới thiệu đến chị một video hai chiếc nồi cơm. Đây là hai giống như là mẹ và con ấy, hai bố con này, hai mẹ con này đó. Chiếc nồi cao tuần IH của hãng National, và đây cũng là cao tuần IH của hãng National nhé, hay ở Việt Nam mình gọi là National hoặc là Latin Nan. Thì chiếc nồi này là một trong những chiếc nồi em thích nhất trong các loại nồi cao tuần của Nhật, tại vì con này nó có 5 mức nấu IH gì ạ, nấu cơm rất tuyệt vời luôn. Nếu mà để dòng nồi em thích nhất thì gần như là con nồi này và một số con tô cổ đặc biệt, nhưng mà em vẫn thiên, nếu mà về nấu ngon thì em cảm nhận thì con National này với cả con Tiger gốm nó vẫn là một trong những hai con em cảm nhận riêng của em mà nó nấu ngon nhất. Còn mỗi người sẽ có một sở thích ăn khác nhau, có những người thích Toshiba, người thích Tiger, nhưng em thích con National 5 bước nấu IH là nhất, tức là nó chia làm 5 giai đoạn nấu khác nhau vậy nhé. Ví dụ như ngày xưa như mình nấu bếp than bếp củi ấy, mình đun sôi mình bỏ đó, sau đó mình lại ghế cơm lên, mình quấy đều cơm lên, sau đó mình lại đun lần nữa, sau đó mình bỏ ra mình đun lại nữa, tức là nó sẽ chia làm 5 giai đoạn. Hình như là chia 5 giai đoạn nấu, tức là nó sẽ là những con nồi nhiều giai đoạn nấu nhất trong các loại nồi cơm cao tần. Đó là 5 bước nấu IH rồi nhé. Thì chiếc nồi này thì cơ bản thì nó có cốc nước vụ ẩm là một này, màn hình đèn LED này, có giọng nói này và 5 bước nấu IH. Con này cơ bản nó sẽ có 4 chức năng như vậy. Nấu cơm thì em nghĩ nó sẽ đứng xếp top 1, top 2 trong các loại nồi cơm Nhật. Đấy là theo cảm nhận của riêng em nhé. Đầu tiên thì chị sẽ thấy một con nồi 1 lít này. Mình sẽ xem bên trong, em sẽ không quay chi tiết đằng sau nhé. Con nồi này thì em xem công suất của nó thì nó sẽ khoảng 1200-1300W gì đó thôi. Điểm 100V thì lưu giúp em nhé. Con nồi này 1 lít thì chị sẽ dùng được khoảng cho 3-5 người ăn hoặc 6 người ăn. Nếu mà anh chị ăn ít, 6 người ăn mỗi người 2 chén cơm là ok. Anh chị sẽ nấu được khoảng tầm trên dưới 500g gạo nhé, hoặc 600-700g gạo cũng được. Nhiều khi anh chị nấu càng đầy thì cơm nó sẽ giảm độ ngon đi. Và cái nồi 8 thì chị sẽ dùng cho khoảng 5 đến 8 người ăn. Nồi 8 này chị sẽ nấu được khoảng trên dưới 1kg gạo. Đó. Hai chiếc nồi này thì chị nhìn thấy răng thì hình như đều sản xuất năm 2007 thì phải. Em quay em xem nhé. Rồi, con này sản xuất 2007 nhé. Con này cũng 2007 luôn. Em nhớ là 2007. Thì anh chị sẽ nhìn thấy hai chiếc nồi này nó đều có hai cái cài thìa cơm nguyên bản zin của nó, hai cái thìa cài thìa cơm nhé, rất là tiện dụng. Khi anh chị ăn cơm xong chị có thể cài cái thìa ở đây, nó sẽ rất là sạch sẽ vệ sinh. Có cốc nước bù ẩm, bên này cũng cốc nước bù ẩm. Hai con nồi này thì phần rong đây, phần rong anh chị xem này, rong con này nó sẽ đẹp. Em đánh giá nó sẽ được trên 90% nhé. Giòn rất mới luôn. Truyền nó steam này, tái tạo hơi nước này. Cái này nó hơi bẩn, hơi ố vàng nhé. Mình có thể cái này mình sẽ tẩy rửa lên hết nhé. Nhưng cơ bản giòn còn rất mới. Phần lòng nồi con 1 lít này thì sẽ thấy này. Son bên ngoài, đầu tiên chị nhìn bên ngoài son khá đẹp đúng không? Ở lớp bên ngoài này gần như chị thấy gần như nó không có vết chảy xước nào đáng chú ý nhé. Tức là còn rất đẹp luôn. Thấy không? Đẹp tuyệt vời luôn chị ạ. Hai con này là hai con hàng đi tuyển rất là đẹp. Con này thì nó không có quá nhiều chức năng, nhưng mà nấu cơm thì rất tuyệt vời. Cơm rất săn và nó rất đều. Nó đều cái hạt gạo chị ạ. Không biết chị cảm nhận thế nào, nhưng mà em cảm thấy con National này nấu ngon hơn cả Panna, ngon hơn cả Toshiba gì nhá. Riêng em, cái cảm nhận của riêng em thôi. Rồi mỗi người một sở thích, mỗi người có gu ăn uống khác nhau. Con nồi này thì em đánh giá hình thức chung của con này thì tổng thể nó sẽ được khoảng 90% trở lên, khá đẹp. Nồi cao tuần IH. Có đèn màn hình đèn LED, có giọng nói, có chức năng bù ẩm, có 5 bước nấu IH nhá. Em chưa thấy con nào có 5 bước nấu IH, chỉ có National thôi là nó có 5 bước nấu IH. Chiếc nồi này hôm nay em sẽ bán cho chị giá là 3.300.000 đồng, bao ship toàn quốc nếu chị chỉ khoảng 100%, cộng tặng một bộ dao.
và được bảo hành trong vòng 10 ngày đổi trả miễn phí nếu trong trường hợp nồi có lỗi. Còn nếu sau 10 ngày thì sẽ được bảo hành trong vòng 2 tháng. Anh chị sẽ được, ví dụ có sự cố mình sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí trong 2 tháng nhé. 3 triệu 3 chị nhé, nồi 1 lít Cao Tuấn IH. Chiếc nồi thứ hai là chiếc nồi của hãng, cũng hãng National luôn. Chiếc nồi này thì chị sẽ thấy cũng 5 bước nấu IH, cũng chức năng y chang như vậy thôi, nó chỉ khác về dung tích. Chiếc nồi này thì doang doang con nồi này, nó sẽ đẹp hơn con nồi 1 lít, đẹp hơn xíu chị ạ. Doang em thấy này, em đánh giá đẹp hơn nhé. Ở phần này nó hơi xước một tí như này, xước xíu nhá. Cái nắp này nó lại nó lại sơn, còn cái lắp kia nó không sơn này, hơi chảy tí này. Nói chung là chảy chảy sức nhẹ ở cái vết này, cơ bản nó cũng rất là đẹp. Về son ở bên trong thì con này thì hình thức bên ngoài của cái son bên này thì anh chị cũng thấy rất là đẹp đúng không, nó cũng đẹp cỡ ngang con kia. Hình thức bên ngoài này thì không có chảy chóc nhiều, không có chảy chóc lớn này, chỉ chảy sức nhẹ ở cái đây, nói chung là không đáng kể nhé, khá đẹp. Phần bên ngoài nó cũng ngang ngửa con 1 lít kia, còn phần bên trong thì nó lại không có đẹp bằng anh chị ạ. Phần bên trong mình chị sẽ thấy là nó có một số vết xước nhẹ nhẹ này, cái này vết xước nhé, xước nhẹ ở trên cái bề mặt thôi chứ không phải là chảy chóc sâu xuống nhé. Một số vết chân chim chảy nhẹ ở bên mặt trước thôi, lòng nồi thì nó không đẹp bằng con kia. Con này nấu cơm em nói với chị là mình miễn chê luôn, nấu cơm không chê đâu được, đấy là riêng em cảm nhận ăn thì không chê đâu được con này. Em là người bán nồi, em ăn rất nhiều các loại nồi rồi, gần như tất cả các loại nồi cao tầng của Nhật em đều nấu hết nhé. Nồi VIP, nồi cổ, nồi cỏ thì đủ thứ trên đời em nấu hết rồi, chuông bana VIP và cảm ứng là chuông hai đáy này. Nhưng em vẫn không thích bằng cái con National này nếu chị nấu cơm. Đó, lòng nồi này thì được khoảng 90% trở lại thôi chứ không được trên 90%, tại vì nó rất nó có một số vết chân chim nhỏ nhỏ đấy không, mặc dù nó không có rước sâu nó chỉ rước nhẹ ở cái bề mặt trên thôi, nhưng mà nó cũng em đánh giá thì được khoảng dưới dưới 90%, 90% trở lại nhé. Ở phần riêng này nó có một vết xước này. Ở chiếc nồi này 3 triệu 3, còn chiếc nồi lít 8 này, đúng ra là chiếc nồi lít 8 này nếu mà nó đẹp xuất sắc về cái lòng nồi thì con này em sẽ bán khoảng trên 6 triệu nếu mà nó đẹp xuất sắc cái lòng nồi nhé. Tại vì để mà kiếm được con 5 bức nấu IH như này thì quả thật rất khó luôn. Hãng National này để mà kiếm cái 50H mà nó còn mới nhà, tại đời là 2007 chứ, nó còn mới còn đẹp nha thì rất là khó. Con này hôm nay sẽ bán lên chị giá 4 triệu 900 ngàn đồng, bao ship toàn quốc cho anh chị nếu chị chuyển khoản 100%, kèm tặng cho chị một bộ dao. Một bộ dao thì như những video trước em có đăng rồi, bộ dao này gồm có 5 6 món gì đó. Dao là hàng nội địa Nhật nhưng mà xuất hàng Trung Quốc xuất Nhật nhé. Thì nói chung là đồ khuyến mại thôi, anh chị có thể nhận, anh chị có thể không nhận. Đó, em về được mười mấy 20 bộ đó thì em tặng cho anh chị em thôi. Có rất nhiều video hết dao và em vẫn cứ bán nồi cơm bình thường, nên là mình có được tặng thì mình cứ lấy về cho ai cũng được, mình không dùng cho ai cũng được, không sao cả, không mất mát gì cả nhé. Em không quy đổi dao ra tiền mặt nhé chị nhé, không có trừ chéo tiền mặt nhé, nên chị được giá thì mình sẽ lấy giá trên này luôn cho giúp em, chứ không cần phải quy đổi tiền mặt hay là không lấy dao trừ tiền thì không nhé. Hàng bên em bán ra thì được bảo hành trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng anh chị sẽ được sửa chữa, nếu mà có sự cố có lỗi anh chị sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp trong vòng 10 ngày đầu tiên nếu anh chị sử dụng, anh chị sẽ được đổi trả nếu hàng có lỗi kỹ thuật. Đó, chị lưu ý giúp em nhé, trong 10 ngày đầu tiên chị được đổi trả nếu có lỗi kỹ thuật, trong vòng 2 tháng mình sẽ được bảo hành miễn phí. Sau 2 tháng thì bên em sẽ sửa chữa có kinh phí, thợ lấy bao nhiêu tính tính tiền ở đó, hoặc là anh chị có thể ở tỉnh nào đó thì anh chị cho có thể xin số điện thoại, xin địa chỉ của thợ. Em thợ nào ở gần nhất nơi chị, em sẽ nhắn tin cho chị địa chỉ số điện thoại của anh thợ sửa chữa. Thì anh chị sẽ tự liên hệ nếu hết bảo hành, còn nếu trong bảo hành anh chị sẽ được sửa chữa miễn phí nhé. Bên em bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, gần sân bay của Tân Bình nhé, hẻm 86 Phú Quang, phường 2 của Tân Bình. Anh chị nào có thể tới tận nơi xem cũng được, anh chị vui lòng xem trên số điện thoại bên kia. Bên em để bán hàng thì có chuyển khoản 100% và có ship code. Đấy, thì như em nói chuyển khoản 100% thì mình sẽ được miễn phí ship toàn quốc cộng tặng bộ dao. Còn nếu không ship code thì mình sẽ đặt cọc từ 500 nghìn trở lên. Thì anh chị sẽ được thì anh chị sẽ phải chịu cái phí ship của Viettel. Và khi anh chị nhận hàng thì bên em đăng ký dịch vụ, anh chị được kiểm tra hàng trước khi ký nhận.
Để trong trường hợp, ví dụ trong trường hợp mà có sự cố về móp méo nặng hoặc bể vỡ thì anh chị sẽ được hoàn lại, không mất tiền, bên em sẽ trả lại tiền, hoặc anh chị có thể đổi lại một chiếc nồi khác. Đó là trong sự cố mà anh chị, trong trường hợp vận chuyển họ đánh bể vỡ. Thì anh chị lưu ý giúp em khi nhận hàng, anh chị bắt buộc phải kiểm tra giúp em nhé. Tại vì nếu chị không kiểm tra mà sau này anh chị mới kiểm tra sau á, ký nhận rồi xong mới kiểm tra mà bên Viettel họ sẽ không chịu nhiệm, và em bên em cũng không chịu nhiệm được. Tại vì em đã dặn anh chị rồi, nhận hàng là phải kiểm tra hàng, bể vỡ mình không nhận. Anh chị lưu ý cho em điều này nhé, điều hết sức quan trọng khi anh chị nhận hàng. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị lưu ý giúp em. Rồi, hai chiếc nồi Lenovo cực kỳ đẹp, cũng khá nhiều tính năng nhưng nó chỉ thiếu áp suất thôi. Ly nước buồm này, màn hình đèn LED này, giọng nói này. Rồi thì 5 bưng nấu IH này, đặc biệt cái 5 bưng nấu IH nhé, nấu cơm rất tuyệt vời. Em đánh giá nó cao hơn cả Toshiba, cao hơn cả Yuji. Có thể là do cái sở thích của em thôi chị ạ. Nhưng mà ăn, công nhận, cảm nhận nó ăn rất là ngon. Hạt cơm nó đều và nó rất là săn chắc. Rồi, anh chị nào quan tâm đến hai chiếc nồi này, vui lòng liên hệ với em nhé. Xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh chị hãy like và chia sẻ video ủng hộ kênh giúp em. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video về sản phẩm hơn nữa. À, quên mất có bước quan trọng nhất thì cơ bản mình em lại chưa nhấn nấu để cho chị xem đúng không? Đây thử nhấn nấu nhé. Đây thử nhấn nấu này. Đó, hai con nấu chanh nhau, chỉ một con lớn hơn con nhỏ hơn thôi. Nấu chế độ như bình thường Ecolavi nó nấu đâu nó 48 5 6 phút gì đó thì nhá, em tắt này. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị những video sau nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.